À, xin chào toàn thể mọi người nha. Hôm nay Vũ làm video về Admin 382 và Huguana 576XD nha mọi người. Thì hôm nay Vũ thử thách lại tiếp tục cưa như lần trước. Vũ thử Admin 381 và Admin 382 thì cũng hôm nay Vũ thử cưa về bên phần Admin và Huguana thì xem máy nào nó mạnh hơn và nó nhanh hơn. Rồi, mà trước khi cưa thì Vũ sẽ nói sớ về phần công suất của nó. Thì bên Admin 382 nó sử dụng nong 52 và 72cc, còn về bên Huguana 576 thì nó sử dụng nong 51 và dung tích xịt lên của nó là tới 73,5cc. Nhưng mà về hai máy thì máy nào nó cũng sử dụng hai bạt hết nha mọi người. Đấy. Rồi bây giờ Vũ sẽ cưa cái 382 trước nha mọi người. Rồi, Vũ vừa cưa xong cái Admin 382 nha mọi người. Rồi bây giờ Vũ cưa qua cái Huguana 576XB nha mọi người. Nhưng mà để công bằng thì Vũ lại tiếp tục đổi lấy làm xích của Huguana 372 qua để mình cưa cho nó công bằng xíu nha. Rồi, Vũ xin lỗi mọi người nha. Thì do cũng hơi lâu rồi mình không xài Huguana nên Vũ cũng quyết là bên Huguana thì nó sử dụng làm máy tính, nhưng mà mình phải cắt cái rận nó một xíu nha mọi người. Mình phải xuống một xíu rồi mới bỏ vào được. Nhưng mà làm của Vũ thì chưa cắt nên mọi người nhìn kỹ nha. Cái rận bên máy hú thì nó dài hơn tí, nhưng mà cái rận bên Vũ nó hơi thấp một tí nên Vũ chỉ Vũ lấy lám của hú, còn lám của Vũ thì bỏ không vừa nha mọi người. Nên Vũ lấy lám hú và xích của Admin vừa mới cửa xong á. Mình tạo vào cửa cho con mang tí nha.
bỏ cặp đi, bỏ dễ sợ thì